Anh em nào đang quan tâm Android Box dừng lại đây nhá. Với những chiếc xe có màn hình to như chiếc xe này mà anh em thay màn Android vào thì quá phí. Giải pháp hoàn hảo sẽ là Android Box biến màn zin thành màn Android. Nhưng anh em đã quá quen với những chiếc Android Box có giá lên tới 8 triệu, 10 triệu. Vậy ngày hôm nay chúng ta cùng thử trải nghiệm về chiếc Android Box có giá chưa tới 5 triệu này xem nó như thế nào nhá. Đóng hộp này cực kỳ nhỏ gọn, phía sau sẽ là thông số nhá. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chip Qualcomm Snap A538 lõi. Wi-Fi tất cả đầy đủ hết. Rồi mở thử ra nào. Xem nào. Sách hướng dẫn sử dụng này chắc chẳng cần đâu bởi vì rất đơn giản, cắm là nhận thôi. Đây nhân vật chính nhá. À, khe cắm SIM, sạc và thẻ nhớ. Ở đây sẽ có hai cái dây, một cái là hai đầu Type-C dành cho anh em chạy xe mẹt nhé. Còn cái này là cổng thông thường USB. Đây, giờ mình cắm thử nhá. Dùng cái này ấy, thì cực kỳ đơn giản, anh em chỉ cắm vào đây. À, cắm vào cổng USB. Đấy, để vào một góc, chờ khoảng 30 giây là tự khởi động. Đầu tiên là giao diện, đây là giao diện của thuần Android luôn, rất là mượt. Nếu mà anh em nào hay sử dụng cái điện thoại Google Pixel thì sẽ thấy. Đấy, xem thông số cấu hình nhỉ. Mượt như thế này cơ mà. Ôi giời ơi. Chạy tận Android 11 luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời, mới nhất bây giờ rồi. Rồi, chúng ta có YouTube Advanced này. Play Store dùng không hay gì máy tính bảng luôn. Có YouTube này, có ra lệnh giọng nói Kiki này, có Vietmap F1 này. Gần như là đầy đủ hết rồi anh em ạ, không thiếu gì đâu. Mọi cái thao tác thì anh em sẽ thông qua ra lệnh giọng nói thôi. Có cái Kiki rồi này thì nó nhận diện giọng đọc người Việt cực kỳ chuẩn. Bây giờ thử nhá. Mở video Quang Lê. Anh mở video Quang Lê. Chuẩn thế. Anh em thấy không? Quá nhanh và quá mượt. Dẫn đường đến phố Huế. Đang chỉ đường đến phố Huế. Trời, Google Map. Rồi, anh em đăng nhập là xong nhá. Đấy. Ngoài ra anh em không thích dẫn đường với Google Map hoàn toàn có thể sử dụng Vietmap nhé. Có đầy đủ và có cả Navitel luôn. Những cái phần mềm dẫn đường tốt nhất Việt Nam hiện tại. Anh em thấy không? Chưa tới 5 triệu nhá, lại còn được tặng SIM 12 tháng dùng data miễn phí luôn. Không thua kém bất kỳ một cái Android Box nào mà tôi đã từng trải nghiệm.